Hai xin chào thầy bà con, xin chào thầy với anh em nuôi tôm. Thì xin chúc cho thầy bà con và với anh em nuôi tôm một buổi thứ bảy thật sự vui tươi và hạnh phúc. Thì trong hôm nay thì sẽ chia sẻ với quý vị một với cái video ngắn và cũng giống như là một cái video để chúng ta so sánh trên việc nuôi tôm mình có nên gieo tôm hay không. Thì trong thời gian vừa qua thì xu hướng nuôi tôm công nghệ cao sẽ rất là nhiều, và đặc biệt hơn thì mỗi ao chúng ta thường thường thiết kế một cái ao gieo, và Duy sẽ có một cái cách để chúng ta so sánh và chúng ta biết được chúng ta có nên gieo tôm hay không, và chúng ta có cần đó là làm một cái ao gieo hay không. Thì Duy sẽ có một bầy tôm, đó là cùng con giống và cùng thời gian và cùng cách chăm sóc mọi thứ, môi trường nước cùng luôn, và chúng ta so sánh được giữa một cái ao thả trực tiếp, ví dụ như cái ao thả trực tiếp xuống ao để nuôi tới lớn luôn, và một ao phải gieo ở trên một cái hờ gieo nhỏ. Thì mời xin mời quý vị cho các bạn và chúng ta theo dõi một cái video để chúng ta đưa sự lựa chọn là chúng ta có nên gieo tôm hay không. Thị sản Duy xin kính chào quý khách. Là đơn vị phân phối cung ứng giống, thuốc men, đồ nghề thủy sản chuyên nghiệp và uy tín, tọa lạc tại 5 căn Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Chúng tôi với hệ thống giao hàng chuyên nghiệp có thể giao cho quý khách toàn quốc, nhận hàng tận nơi, thanh toán kể cả những hóa đơn bán lẻ đơn thuần nhất vẫn giao đến tận ao cho quý khách hàng. Với đội ngũ giao hàng và tư vấn chuyên nghiệp, chúng tôi mang lại niềm vui cũng giống như là sự tận tâm đến khách hàng. Với phương châm uy tín làm nên thương hiệu, chúng tôi đã làm nên một thương hiệu thủy sản Duy có mặt tại thuốc men tại tất cả các tỉnh thành tại Việt Nam. Với sự nỗ lực không ngừng từ việc trải nghiệm, lấy kinh nghiệm và nghiên cứu để tìm hướng đi mới, hạ thấp chi phí, nâng cao hiệu quả, chúng tôi đã tạo ra được rất nhiều và cùng bà con thành công trên rất nhiều ao tôm, góp phần nên sự thịnh vượng cho ngành tôm Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và các bạn luôn đồng hành cùng thị sản Duy trong. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm video tại thị sản Duy. Nếu quý vị thấy video ý nghĩa và có điều đặc biệt đến tất cả quý vị, không quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh thị sản Duy, hay là chia sẻ cho những người thân, bạn bè, anh em để cùng phát triển cho ngành tôm tại Việt Nam. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn kết nhau nhiều hơn để thành công hơn trên ngành tôm. Và xin chúc cho toàn thể quý vị và các bạn một vụ mùa thật sự thành công và thật sự tuyệt vời.